Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với Hoa La Thanh Lâm. Dạ, hôm nay là buổi trưa chủ nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2024. Đó, thì trời vừa mới mưa xong, nè các anh chị, mới mưa xong luôn, còn nước quá chừng nè. Đó, dưới rỗng nè, ngập hết ráo luôn nè các anh chị. Nhưng mà như vậy thì rất là thích luôn, cây lan của Lâm rất là thích. Nè, bộ rễ các anh chị xem nè. Đó, bộ rễ thấy chưa? Đó, Lâm rất là thích trời mưa. Nhiều anh chị nói là cái mùa này là mùa thần thúi ghé thăm, nhưng mà Lâm rất là thích cái mùa này, tại vì cái giá thể của Lâm rất là tốt và cây nó khỏe nên mình không có sợ gì hết các anh chị. Đó, mình không có sợ cây nào cây nấy nó mập, mập ú ù luôn rồi các anh chị ha. Nó rất là mập luôn. Đó, một số cây đang, cái này đang nhú nụ, nhưng mà cái này Lâm sẽ cắt bỏ, cái này Lâm bạc bỏ hết, ngắt bỏ nè các anh chị, hoa bói nè, ngắt bỏ ha, tại vì cái cây này nó chưa đủ sức đâu nè, chưa đủ sức đâu, ngắt bỏ hết các anh chị. Đó nè, cây này nữa, Lâm thấy nó chưa đủ sức thì Lâm sẽ bẻ bỏ. Đó, tại vì cây nó còn, nó phải đẻ một cái mầm gốc, nó đẻ tiếp một cái mầm gốc kìa mình mới cho nó đủ sức được. Ví dụ như cây này ha, ví dụ như cây này, đó, mầm gốc này nó mới đủ sức được các anh chị, nó mới khỏe được nè. Đó, cũng như cái này cũng vậy. Đó, lúc trước bên này nó ra hoa thì mình cắt đi, để cho cái mầm tiếp theo này nè, nó ra nó mới đủ sức. Đó, cái này là cái gì các anh chị? Cái này là vàng đỏ lá mít mà sổ chóp á. Đó, vàng đỏ lá mít sổ chóp. Đó, cái này nó bắt đầu nó cũng chuẩn bị nó thắt ngọn nè. Đó, cây này nó lai với lại Singapore nên thân thủ của nó sau này rất là to, rất to luôn nè. Cây này nó ra hai vòi luôn thôi, cái này Lâm để luôn, để cho hoa nè, hoa bói nó ra nó không có đạt các anh chị, nó rất là ngắn, nó ngắn lắm. Còn cái màu hoa trưởng thành á, cái cây trưởng thành sau này á, nó sẽ rất là cao nè, Lâm sẽ bẻ bỏ ha. Cái này màu vàng lưỡi đỏ rất là đẹp luôn, màu vàng lưỡi đỏ, hai tông màu nó tương phản với nhau rất là đẹp. Đó các anh chị, nè, cây này nè, quá đã luôn. Đó, sau cơn mưa quá đẹp luôn các anh chị, đẹp ơi là đẹp luôn. Và cái này Lâm sẽ giới thiệu cho các anh chị, này là vàng đỏ lá mít ha, mà nó sổ chóp, cây giống của nó giá rất là cao nên cây trưởng thành của nó giá nó cũng cao hơn cây đen rô nắng bình thường của Lâm một chút xíu. Thì vườn Lâm là chuyên về đen rô nắng các anh chị ha, không có đen rô màu, tại vì đen rô nắng các anh chị miền Bắc á, Lâm chủ yếu là xuất ra Bắc, khoảng 90% là hàng của Lâm là xuất cho các anh chị sỉ lẻ ở ngoài miền Bắc. Đó, nên các anh chị về các anh chị chăm rất là dễ luôn, không sợ mà thời tiết bị sốc nhiệt ha, sốc nhiệt do nắng nè, do lạnh nè. Đó, mùa lạnh cũng không sợ, mùa lạnh mình phun thêm nano đồng chút xíu nữa là ok ha, để mình ngừa rụng lá. Còn cái đen rô nắng này rất là lì, tại mình có thể trồng ngoài nắng luôn. Vàng đỏ lá mít này thì cái mặt hoa đang xuất hiện trên màn hình các anh chị đó là nở tại vườn của Lâm. Đó, rất là lâu tàn, rất lâu tàn luôn, và cây của nó rất là khỏe như các anh chị đang nhìn thấy nãy giờ, và hoa của nó rất là dài khi mà đủ sức rồi. Nó hoa bói ở trên màn hình các anh chị đang xem đó, chỉ là hoa bói nhưng mà nó dài như vậy á. Thì cái loại này giá nó cao hơn chút xíu là có 80.000 cao nhưng mà không phải hết cao quá, mà có 80.000 một chậu thôi các anh chị, có 80.000 một chậu thôi. Hôm nay Lâm giới thiệu luôn, hôm nay là chủ nhật thì trời nó mưa vậy, thì chắc chắn ngày mai là thứ hai Lâm sẽ không gửi hàng đi cho các anh chị nha, mà Lâm sẽ để chiều thứ ba Lâm mới đóng đi. Đó, Lâm làm rất là cẩn thận, quy trình của bên Lâm là phải để làm ráo khoảng 2 ngày, chị hang làm ráo khoảng 2 ngày rồi Lâm mới đóng đi được các anh chị, làm ráo 2 ngày Lâm mới đóng đi cho nó an toàn ha. Ok, nó đã gì đâu, mập ú mà lá mít nè, còn có một khúc này thôi, nên các anh chị nào á có sở thích cái dòng này sưu tầm thì hãy nhanh tay nhanh chân lên các anh chị nha, nhanh thiệt là nhanh lên, quá đã, tại vì cây bây giờ nó quá đẹp các anh chị, đẹp ư là đẹp luôn. 80.000 một chậu, thì bên Lâm trước giờ cứ mà 3 chậu là Lâm sẽ miễn phí ship cho các anh chị nha, 3 chậu là miễn phí ship, nhanh tay cái lô này đó, 3 chậu là miễn phí ship. Rồi một chút xíu nữa có một loại 80.000 nữa, thôi để Lâm giới thiệu thêm một loại 80.000 nữa. Hồi nãy cái vàng đỏ lá mít đó là Lâm cũng trồng bằng vỏ dừa, vỏ dừa già ha. Còn cái này là Damari, Damari hay mình còn gọi nó là Dendrolong. Tại vì sao? Tại vì cái thân của nó có cái lông lông nhỏ nhỏ. Đó, hoa nè các anh chị, hoa này mà hoa đỏ rất là đẹp luôn,
hoa đỏ nè. Đó, năm cánh trắng mà lưỡi nó đỏ nha. Hoa này nó cũng thơm nha các anh chị nha. Cây cỡ này thôi nè, nó đã ra hoa rồi, gang tay nè các anh chị ha, gang tay là nó đã ra hoa rồi đó. Đó, cây cũng rất là mướt luôn nha. Đó, bên kia nở bông nữa nè. Cái nào thắt ngọn nha các anh chị, thắt ngọn nó mới ra nụ nè. Đó, cây này nó cao hơn nè. Nó chưa thắt ngọn nè. Đó. Cái này thắt ngọn. Tại vì nó ra hoa dạng chùm các anh chị, ra hoa dạng chùm như thế này nè. Đó. Này các anh chị thấy không? Đó, dạng chùm nó lên ở đầu ngọn rồi lên giữa thân luôn. Mỗi nách lá là một cái vòi hoa, một chùm hoa chứ phải là vòi. Này các anh chị, nó ra vòi nè, ra nụ rồi vậy nè. Đó. Ở bên này nè, đó bên này, rồi bên này nữa nè. Đó, rồi bên này nữa. Đó, cái này Damari cũng đồng giá với lại cái vàng đỏ lá mít sổ chớp đó luôn là 80.000. Rồi 80.000 cho các anh chị luôn ha. 80.000. Còn các anh chị nào á đặt hàng cứ 3 chậu là Lâm đã bao ship cho các anh chị rồi. Các anh chị yên tâm ha, 3 chậu là bao ship. Đó, nó mướt Damari này Lâm bán rẻ nhất thị trường, Lâm chắc chắn luôn các anh chị luôn. Chắc chắn là Lâm sẽ bán rẻ nhất thị trường luôn. Và cây của Lâm rất là mập, khỏe ha. Đó. Cái này người ta vô chậu to thì người ta bán giá thì rất là cao, các anh chị có thể tham khảo rất là nhiều chậu. Còn Lâm thì giá như đó thì Lâm sẽ công khai cho các anh chị, chứ không phải là inbox riêng gì hết á. Cứ giá như thế nào là Lâm công khai hết, để các anh chị có nhu cầu thì các anh chị sưu tầm ha. Này là Damari nha các anh chị, Damari hoa thơm ha. Hoa thơm thì mặt hoa nó vậy, nó rất là cứng các anh chị, cứng ơi là cứng luôn, cứng ngắt luôn á. Cái lưỡi nó rất là cứng nên cái loại này nó lâu tàn ơi là lâu tàn luôn nè các anh chị. Đó, mà nó ra dạng chùm nó đẹp lắm. Damari ha, cũng 80.000. Bữa nay là vàng đỏ lá mít sổ chớp với lại Damari là cao nhất là 80.000. Còn những loại kia đồng giá, đen rô nắng của bên Lâm là trước giờ có 60.000 một chậu. Và 3 chậu là Lâm đã miễn phí ship rồi nên các anh chị khỏi phải lo ha. Rồi tiếp theo cái này là gì? Cái này là kinh ba. Kinh ba. Kinh là dòng kinh là vua các anh chị. Kinh ba nè, đó. Nó đang có hoa bói nè, nhú vòi nè, rồi đang thắt ngọn cũng có nè. Đó, cái này là về nhà mình có thể cắt bỏ, mình dưỡng cho tới Tết các anh chị. Cái này là hàng Tết không á. Nay là Lâm đã xuất hàng Tết rồi nên Tết năm nay Lâm có lẽ là Lâm sẽ nghỉ Tết sớm một tháng mấy, hai tháng các anh chị ha. Đó, tại vì hàng Lâm xuất sỉ nữa. Đó các anh chị, này là hàng xuất đi lẻ cho các anh chị ha, xuất lẻ cho các anh chị đi nè. Đó, cây rất là bự luôn. Để Lâm đo coi. Một găng tay nè, hai găng tay. Tầm 30cm đi các anh chị ha. Tầm 30cm thì lúc nào cũng vậy, Lâm đạt chuẩn của bên Lâm là tầm 30cm là Lâm xuất đi. Đó các anh chị, là bắt đầu nó đi ngọn cũng có nè, đi ngọn chút xíu cũng có, và thắt ngọn chuẩn bị ra hoa cũng có nè. Cái vòi nó ra nè các anh chị thấy không? Đó, chuẩn bị á. Đó. Cái này kinh 5 thì các anh chị đang nhìn thấy trên màn hình, đó chính là chậu kinh 5 mà Lâm trồng vô cái chậu xi măng Lâm để trước cửa nhà. Đó, hai cái lối đi hai bên của nhà Lâm đi vô là Lâm để đó cho nó đẹp. Đó, khỏi cần lưới gì hết, cứ để dưới tán cây là được rồi. Này là kinh 3 các chị ha. Có kinh 3 nè, kinh 5, kinh hổ mang, rồi kinh 10 bích, rồi kinh hóc môn, đủ thứ luôn. Còn cái này là kinh 3. Cái loại này rất là đặc biệt là nó cứng cây nè, trồng ngoài nắng vẫn được nè, và nó ít bị bệnh. Mà đen rô nắng của Lâm thường là Lâm chọn những cái giống rất là khỏe mạnh. Cái giống nào khỏe mạnh Lâm mới nhập và Lâm dưỡng cây giống. Dưỡng nè, hoàn toàn bằng than hết nhé các anh chị ha. Vàng đỏ lá mít với ba Damari nãy là Lâm trồng bằng vỏ dừa. Còn cái này là Lâm trồng hoàn toàn bằng than nè các anh chị. Nó mưa cái cỏ nhỏ nhỏ đó. Và ở dưới các anh chị lưu ý nha, cái này là phân tan chậm của Nhật nha các anh chị. Lâm có bán luôn á, Lâm có chia sẻ là Lâm xài, các anh chị Lâm chia sẻ lại. Và thuốc kích rễ Lâm cũng chia sẻ luôn. Rồi phân gì của Thái Lâm nhập về Lâm phun thì Lâm chia sẻ lại hết, chứ không phải là Lâm giấu Lâm xài riêng. Đó các anh chị ha. Và các anh chị có nhu cầu thì hỏi Lâm thì Lâm chia lại à, chứ không có muốn ba buôn bán gì hết á. Đó, thì bán chủ yếu là bán cái cây lan này thôi. Còn phân thuốc này kia thì Lâm xài cái gì Lâm chia lại cái đó. Các anh chị lưu ý nha. Còn cái này là cái phân tan chậm của Nhật, xài 3-4 tháng mới thai, khỏi thai thì tới nó hết phân thì kệ nó cũng nằm trong đó thì mình bón cái mới thôi, chứ không phải là trứng ốc ha. Nhiều anh chị nói cái này là trứng ốc tại vì mình không có, trước giờ mình không có dùng tới nên mình không có biết á, nhưng mình cứ ngỡ là trứng ốc mình bóc ra nó uổng lắm nha.
Đó, cái này á, khi mà nó hết phân thì nó tự teo nè các anh chị ha. Đó, nè, phân không trong này nè, thấy chưa? Lâm bóp cái ra, trời ơi, nó ra phân quá trời luôn nè, uổng ghê không? Đó, nhiều anh chị bóc ra uổng quá trời, Lâm tiền Lâm đổ vô mấy cái phân này, Lâm tốn biết bao nhiêu mà anh chị bóc ra là uổng lắm luôn đó nha. Rồi, kinh 3, 60 ngàn một chậu, 3 chậu, bao ship. Các anh chị cứ mua lộn xộn hết cũng được, cứ từ số lượng từ 3 chậu trở lên, tại vì bữa nay Lâm giới thiệu rất là nhiều, ha, kinh 3. Rồi tiếp theo cái này là an ba xưa thì cây nó cũng rất là đẹp luôn. Cây nó mướt mượt y như cải luôn và nó rất là cao các anh chị ha. Nó mới mưa xong mà mướt ơi là mướt luôn. Đó nên mình phải để ráo thật là cẩn thận 2 đến 3 ngày mình mới gửi đi cho các anh chị. Đó. An ba xưa này cây nó rất là cao nha. 1 gan nè. 2 gan nè. Nó có cây 3 gan luôn các anh chị, tức là 60 sen cũng có nè, 1 gan nè, 2 gan nè, 3 gan, hơn 3 gan luôn. Đó, cây nó mập ú luôn nè các anh chị. Đây là an ba xưa nha, an ba xưa đó. Ui, đã gì đâu á, nguyên cái luống nè. Đó, mưa cái, nó cao hơn cái ống nước mà tưới nó gần tới luôn nè, gần tới luôn, ống nước tưới luôn nè. Đó, nên phải xuất nè. Đó, nhưng hoa bói thì nó hơi ngắn các anh chị, hoa bói nó hơi ngắn nha. Đó, cái này đang đi ngọn nè, đang đi ngọn với lại chuẩn bị thắt ngọn nè. Nó top top lại chuẩn bị, à cái này nhú vòi luôn nè các anh chị thấy không? Đó, bên kia nó nhú nè. À, rất là đẹp luôn. An ba xưa này cũng 60 ngàn luôn các anh chị ha. An ba xưa này cũng 60 ngàn. Cây này trồng ngoài nắng rất là ok, không có sợ bệnh gì hết. Đó. Còn cái này là còn một khúc bò kim cương. Đúng rồi, bò kim cương. Còn có một khúc này thôi nè các anh chị. Đó, bò kim cương này hoa nó thơm nhẹ. Đó, cây như thế này là rất là mướt luôn. Bò kim cương nha, cây thơm nhẹ nha. Đó, cây cũng trồng bằng than hết. Trồng tất cả đều bằng than nha các anh chị, lưu ý nha. Về các anh chị thay chậu á, chỉ cần rút cái chậu phi 12, chậu nhựa này ra, rồi bỏ vô cái chậu mới. Mình cắt một xíu rễ thôi, cái rễ nào bị dập á, thì mình cắt tỉa. Rồi mình ngâm thuốc kích rễ với lại thuốc trị nấm Anbin Lâm hay giới thiệu á, khoảng 10 phút đến 15 phút rồi mình vớt ra, mình vô cái chậu to thiệt là to, chậu xi măng á, mình chơi Tết ha. Đó, rất là đẹp luôn nè các anh chị. Này bò kim cương cũng 60 ngàn nha. Mặt hoa trên màn hình các anh chị rất là đẹp đúng không? Đó, đẹp lắm. Sắp hết rồi. Đó, lúc trước Lâm quá trời luôn, bây giờ các anh chị mua gần hết. Còn cái này còn chút ít nữa nè. Cái thường cái hàng Singapore á, là cái thân nó thon nó nhỏ, nhưng mà sau này á mình trồng lâu dài á thì nó rất là cao và cái nhiều cái cây nó sẽ bằng cái cổ tay của mình luôn, ghê lắm, bự hơn cái ống nước phi, bự hơn cái ống sắt này nè, ống nước này phi 27 nó bự hơn luôn các anh chị. Đó là cái này là cái kinh hổ mang sinh á, hổ mang nhưng không phải hổ mang hồng của mình ngày xưa, không phải hổ mang của Thái mà là hổ mang này của sinh, nó sinh nó dạng màu tím mà nó lạ lắm các anh chị, màu mới lắm, còn có một chút xíu à, còn có một khúc nè. Đó, cái này là hổ mang sinh các anh chị, cứ nói Singapore nha, hổ mang sinh đi, hổ mang sinh đó, thì cũng vậy luôn, 60 ngàn chậu luôn. Cứ các anh chị mua lộn xộn cũng được, 3 chậu là số lượng 3 chậu trở lên là Lâm đã miễn phí ship cho các anh chị rồi. Đó, bữa nay quá chừng lên luôn nên Lâm nói nó hơi nhanh các anh chị nào á, tại vì cái mỗi vùng miền thì cái giọng nói nó khác nhau, nên các anh chị mà có nghe không rõ thì comment bên dưới giúp Lâm, hoặc là nhắn tin, để cái loại nào mình không rõ thì cứ comment, hoặc là mình nhắn tin Zalo cho Lâm cũng được, hoặc là điện thoại, hoặc là tin nhắn SMS số điện thoại là 0978813282, trước giờ của Lâm là số điện thoại đó ha, đang chạy dưới màn hình của chị á, nó đang chạy dưới màn hình đây. Hoa Lan Thanh Lâm ở đâu, Tây Ninh ngày mấy tháng mấy, rồi số điện thoại số mấy nha. Rồi cái này cũng chuẩn bị thắt ngọn ra hoa nè các anh chị. Đó, ồ cái cây này nó chui ra ngoài luôn. Đó, mà nó tốt ghê luôn nè, nó chui cái lỗ này nè các chị. Nói về ngày anh chị thay chậu, các anh chị lấy kéo cắt cái chỗ cái lỗ này ra nha, cắt cái chỗ cái lỗ này ra, rồi cắt cái chậu này ra bỏ luôn, rồi lấy cái cây. Thông cảm nha các anh chị, nó chui ra Lâm không có hai luôn nè. Đó, trồng bằng than hết, trồng bằng than nè, trồng hơi thấp á nên nó chui qua. Đó, mà cây này đẹp quá, quá trời cây đẹp luôn các anh chị. Này là hổ mang sinh đi các anh chị ha, hổ mang sinh là 60 ngàn chậu luôn. Rồi, tiếp theo là loại gì đây? Qua đây đi, qua đây đi cho dễ. Loại này là rất là mướt luôn, cây đó mới nở nè.
Lâm sẽ cho các anh chị xem hoa bói để các anh chị đón được cái mặt hoa này, hoa gì nha. Đó, cái này là cái gì đây, cái gì mà cái hoa của nó rất là dài nè, cánh trắng nè, lưỡi nó đỏ nè. Đó, cái này là bà liễu xưa ha. Bà liễu xưa thì cái cây này cũng 60.000 chậu luôn các anh chị ha, trồng bằng than luôn. Nó trồng bằng than nè các anh chị thấy không đó, phân tăng trọng để dưới luôn. Các anh chị về nhà các anh chị khỏi thay chậu cũng được, treo lên khi nào rảnh thì thay chậu sau. Tại vì nhiều các anh chị muốn vô chậu to thì thường là mua từ 3 chậu đến 4 chậu ha. 3 chậu đến 4 chậu là các anh chị vô được chậu to xi măng đi 4 hướng 3 hướng rồi. Nó bà liễu này nó tơ, mà đặc biệt nha, hàng của Lâm là không có cây nào bị lỗi luôn các anh chị. Lỗi có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái cây của mình sẽ bị túm cái đầu ngọn như thế này. Đó, bữa đó có một anh khách ảnh hỏi Lâm à sao mấy cái cây của ảnh ở nhà sao mà cứ ngọn của nó cứ túm mà nó không có ra hoa, mà nó cứ bị úng hoài. Đó là do ảnh nói ảnh mua giá lúc trước đó, ở đâu á, cũng ở trong miền Nam này luôn, nhưng mà họ bán giá cao lắm. Lâm nói rồi, tới công chuyện với anh rồi, là tại vì ảnh mới biết chơi lần đầu nên ảnh mua trúng cái vườn đó thì người ta bán toàn cây lỗi cho ảnh. Tức là cái ngọn này nè các anh chị, nó túm lại ha, nó túm dài dài nè đó, thì nó sẽ ra hoa nhưng mà nó dễ bị úng cái đọt với hoa. Đó là những cái cây mà người ta nhân giống bằng cái mô, nhưng là cái lô đó bị lỗi nên bà liễu này nó dễ lắm, nó dễ bị trúng những cái lô này. Lâm may mắn là cái lô của Lâm là không bị lỗi. Nếu có bị lỗi là Lâm dạt ra, Lâm đốt rồi, bỏ luôn các anh chị, bỏ luôn đó. Nên mình bán cho các anh chị, Lâm bán cho các anh chị những cái cây là Lâm đã tuyển ra và đạt chất lượng tuyệt đối luôn, đạt chất lượng tuyệt đối trước khi xuất đi ha. Đó các anh chị, cây nào bị lỗi, bị dị tật hay gì là Lâm đã dạt ra rồi ha các anh chị nha, lưu ý đó. Nên những cái cây của Lâm, các anh chị thấy cái ngọn là các anh chị thấy mê rồi, trắng sát luôn, đi trắng luôn nè, đó, rất là non, đã quá đã luôn. Bộ rễ thì khỏi phải chê, nó quấn ở trong này nè các anh chị, nó quấn trong này dữ lắm, này trồng bằng than hết nha. Bằng than bà liễu xưa cũng 60.000 một chậu luôn đó các anh chị, cũng 60.000 luôn. Rồi còn cái này là cái gì đây, cái này là cái gì mà nó mập cái con heo đây, này ngải heo nó nhập rồi, chết rồi, này ngải heo nhập. Cái này chính là cây móng rồng các chị ha, móng rồng nó, ông này bị béo phì nè. Móng rồng thì cái này á, hoa nó vàng mà nó trắng trắng ở trong, rất là đẹp luôn, và hoa nó mọc ra tua tủa luôn các anh chị, rất là lâu tàn. Đó, cây của Lâm thì các anh chị đừng có so sánh với ở đâu hết á, tại vì giá của Lâm rất là bình ổn từ trước tới nay. Tại vì giá cây giống cái nào nó cao thì Lâm nói cao, cái nào thấp thì Lâm nói thấp, thì nhưng mà Lâm vẫn bán đồng giá cho các anh chị để các anh chị có cơ hội sưu tầm. Cái nào cao quá thì ví dụ như cái vàng đỏ lá mít sổ chốt thì cái giống nó cao thì Lâm bán nó cao, nó nhỉnh hơn chút xíu. Đó là do quá trình mình trồng nó cũng lâu và cây giống nhập nó cũng lâu, nó cũng cao, giá nó cao. Nó còn cái này, mấy cái này là nó cũng, nói chung là nó cũng phổ thông, nhưng mà qua một đợt thì nó sẽ hết các anh chị, khoảng 2 năm sau mới có giống trở lại. Đó, này móng rồng ha, cũng 60.000, quá đã luôn nè các anh chị. Đó, đã chưa, xanh ơi là xanh luôn. Này này hàng bụi nè, nó này đi quá trời hướng nè các anh chị, nó đi hướng nè, nó quá đẹp luôn ha. Này móng rồng, ô cây này bự quá, wow, ngã mầm gốc nè các anh chị. Ui, cây này lá xếp nè, quá đẹp luôn, móng rồng 60.000 luôn. Rồi cái này là loại mới nè, không có nhiều đâu, cái này không có nhiều các anh chị. Cái này là cái gì đây, cái này chính là cũng là hàng Singapore, nhưng mà cái này gọi là xin tím đi các anh chị, Singapore viết tắt là xin đi ha, xin mà màu tím. Lâm không biết tên của nó, nhưng mà cái hàng này giống này của Singapore, cái này là màu tím, là xin tím đây các anh chị, xin tím này. Hoa của nó xoắn, rồi xoắn ốc, xoắn như cái lỗ tai của nó, xoắn như cái anten vậy các anh chị, cái anten của mình luôn á. Nó xoắn lên vậy, nó vẽn lên vậy đó. Này xinh tím này, hàng này có mấy chục chậu thôi, ít lắm anh chị ha, rất là ít. Nó trồng bằng than luôn đó các anh chị nè, trồng bằng than luôn. Cây này sau này cũng y như là thằng hổ mang sinh vậy đó,
nó là màu tím, hổ mang sinh kia nó màu hồng mà nó cánh nó trắng trắng, con này sinh tím nên nó tím toàn diện luôn, nó tím toàn diện, nó sắn rất là đẹp luôn đó. Cái này cũng 60.000 cho các anh chị ha. Nó cây của mình vậy nè đó. Ồ, bụi này lùm ghê đó, cây này các anh chị ha. Đó, cây tơ lên nè, sau này nó to lắm các anh chị, sau này nó to rất là to ha. Cây này nó thon thon nhỏ nhỏ đó. Rồi cây xin tím ha. Còn cái này là ben soda, ben soda thì hoa nó thơm, nó thơm khi mình trồng nhiều hoa nó mới thơm ha. Còn trồng mà nó ra 1-2 vòi thì mình ráng kê sát lỗ mũi lên xíu. Còn khi trồng mà chậu to rồi á, nó ra tua tủa thì mình đi ngang nó mình cũng nghe mùi đó. Này cây này tầm này, cái này nó lùng hơn nè, tầm 25-30 cm luôn đó. Nè các anh chị, dưới nè phần bón gốc nè, phần làm rải tan chậm ở dưới nè, cây mập lắm nha. Ben soda cây cứng rất là đẹp luôn đó. Nè ben soda này các anh chị săn rất là nhiều, tại vì nó màu cũng màu vàng lưỡi đỏ nhưng mà nó thơm đó. Ben soda này cũng 60.000, nói chung là 60.000 đó các anh chị. Còn cái này là cái này là tre tím nè, tre tím tre hồng cũng là nó, mình gọi tre tím này, tại nó màu em thấy màu nó cũng hồng hồng tím tím nè, nó cũng thơm luôn các anh chị nha. Cái này nó thơm luôn đó, hoa nó nhuyễn nhuyễn là đẹp lắm, dễ thương. Hoa này nó dễ thương mà cây nó lùng lùng, sau này nó cao khoảng tầm 50-60 cm nha các anh chị. Còn bây giờ thân của nó hơi lùng chút xíu, nó lùng nè, nó thấp hơn chút xíu, gan tay à, gan tay mà vòi hoa nó ra nhiều lắm nha. Nè cái này nó ra 2 vòi nè đó, các anh chị thấy không, nhánh thân nào nó cũng có vòi hoa nó ra đã lắm. Cái này là tre tím nha, tre tím nó ra vòi quá trời luôn. Nhìn hoa này dễ thương quá trời các anh chị, dễ thương không. Cái này nó trồng thích hợp trồng ngoài nắng trực tiếp luôn các anh chị, thấy cái lá nó thon là nó cứng, nó vuốt vuốt lên nó hấp thụ ánh sáng nó ít nên mình khổ sợ bị trái lá nè các anh chị. Thơm nha, thơm nhẹ. Rồi tiếp theo cái này là 4N, 4N hoa trà bá lửa luôn các anh chị. Đó, 4N, tên của nó là 4N hoa trà bá lửa luôn, đã lắm. Này là 4N ha, nè, bắt đầu nhú nè, nhú vòi nè. Đó, này hoa bói nè, hoa bói nè, hoa bói nè. Đó, 4N thì cây thao này thân thủ nó rất là dã man, sau này thân thủ dã man lắm. Đó các anh chị, đó, ở trong kia xa xa kìa, những cái chậu mà tác phẩm của Lâm trong kia quá trời luôn. Này 4N cũng 60.000 luôn nha các anh chị nha, 4N cũng 60.000 luôn á. Đó, cây nè quá đẹp luôn, 60.000 cứ 3 chậu là bao ship, 3 chậu là Lâm bao ship à ha, 3 chậu là Lâm đã bao ship cho các anh chị. Còn các anh chị nào hả, rồi bữa nay chơi luôn, các anh chị nào khi mà mua 6 chậu đi, combo 3 chậu Lâm bao ship nha. Các anh chị nào khi mà mua 6 chậu, đúng không, 3 chậu bao ship, 6 chậu thì Lâm sẽ tặng thêm một lọ kích rễ cho các anh chị luôn, khỏi phải mua nha, khỏi phải mua kích rễ luôn. Về nhà lấy cái lọ đó 20cc đó, pha cho 20 lít nước là nhiều lắm, mình sẽ xử lý nguyên cái đám lan của mình khi mà mua về luôn các anh chị nha. Đó, bữa nay cho lớn cho các anh chị đó. Rồi các anh chị mua 3 chậu là Lâm bao ship, khi các anh chị mua 6 chậu là Lâm tặng thêm một lọ kích rễ đó, nay chợ lớn cho các anh chị luôn á ha. Thì các anh chị cứ cho Lâm tên, địa chỉ, số điện thoại thì Lâm sẽ gửi đi toàn quốc. Nhưng trước khi gửi đi thì Lâm sẽ hẹn các anh chị cái ngày Lâm gửi đi nha. Cái ngày gửi đi nó sẽ khác cái ngày nhận, cái ngày nhận tùy theo địa phương. Ví dụ như các anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh thường là bữa trước Lâm gửi, Tây Ninh gửi đi là bữa sau là tới. Còn các tỉnh lân cận hoặc là tỉnh xa hơn miền Bắc á, thì tầm 3-4 ngày. Thì cả những cái tỉnh mà xa hơn Lâm sẽ làm ráo kỹ hơn, tức là Lâm để cho nó ráo cẩn thận, nó không có còn độ ẩm nhiều, nó vừa đủ thôi, không để cái cây nó héo quá mà không có để cây ướt nha. Lâm sẽ đóng đi cho nó an toàn, các anh chị không sợ bị sốc, bị úng gì hết á. Đó. Đó, thì cái này than nên cũng rất là dễ, làm ráo cũng rất là nhanh ha. Thì các anh chị lưu ý nha, khi mà đặt hàng thì cứ nói với Lâm là tên cái loại đó và số lượng cái loại đó, các anh chị mua bao nhiêu cũng được nha. Thì các anh chị mua 3 chậu bao ship, rồi 6 chậu tặng thêm một lọ kích rễ nha. Lâm sẽ thống kê lại. Thứ nhất là vàng đỏ lá mít 80.000, thứ hai là Damari 80.000, hai cái loại đó là 80.000 thôi. Rồi Kinh Ba 60.000, rồi An Ba Xưa 60.000, rồi Bò Kim Cương 60.000, rồi
hổ mang sinh 60.000, rồi bà liễu xưa 60.000, rồi móng rồng 60.000, rồi sinh tím 60.000, rồi ben soda 60.000, rồi tre tím 60.000, rồi cái gì 4N 60.000. Nãy giờ Lâm nói là khoảng 11, như 11 loại các anh chị ha, 11 loại đó. Thì cứ các anh chị mua là 3 chậu bao ship, rồi 6 chậu tặng thêm một loại kích rễ, đồng thời Lâm sẽ bao ship cho các chị luôn á, các anh chị yên tâm nha. Rồi các anh chị nào đặt hàng cứ liên hệ với Lâm hoặc nhanh qua số điện thoại là 0978 813 282. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ giúp Lâm nha các anh chị, tại vì các anh chị nhấn nút đăng ký kênh sẽ được ưu tiên gì, nhận được thông báo mới nhất về những loại lan mới nhất để chơi Tết trong dịp Tết năm nay thật là hoành tráng các anh chị ha. Rồi, Hoa Lan Thanh Lâm xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.